Để tuyển dụng giỏi thì đây là 7 cái tư duy tuyển dụng mà bạn cần có. Và bạn chú ý nha, nếu như bạn sở hữu được 7 tư duy này, 100% bạn sẽ tuyển được. Đầu tiên đó là tâm thái cho đi đúng. Bạn cần hiểu một cái tâm lý của ứng viên là họ rất ghét bị trở thành công cụ lợi dụng để làm giàu cho người khác, nhưng họ lại rất thích được cho đi cơ hội. Và nếu như khi bạn tuyển, bạn chỉ chăm chăm vào việc người ta vào làm cho mình được cái gì, thì tỷ lệ thất bại rất cao. Vì bạn cứ thử nghĩ xem, có ai muốn làm việc với người mà ích kỷ, chỉ biết lợi ích cho mình hay không? Chắc chắn không, đúng không? Đó. Vì thế bạn hãy thực lòng là hãy coi khi việc chia sẻ công việc này giống như việc mình đang làm được một cái việc tốt ấy, tích đức ấy. Bạn hãy cho đi một cách vô điều kiện, bạn hãy chia sẻ nó một cách thoải mái, vì bạn đâu có mất gì, đúng không ạ? Đấy. Và khi bạn chia sẻ một cách vô điều kiện ấy, thì bạn cũng không cần đòi hỏi người ta phải đón nhận hoặc là người ta phải làm gì lại cho bạn, đúng không? Vì thế nếu như người ta có chưa làm công việc này thì bạn vẫn phải vui vẻ chứ, đúng không? Nếu người ta chưa làm mà bạn đã cảm thấy buồn, bực tức, cáu giận thì tức là bạn đang nghĩ về cho mình nhiều rồi. Ok? Đó, hãy cứ chân thành. Bạn càng chân thành, càng thoải mái thì cái người lắng nghe người ta càng cảm thấy cái sự chân thành của bạn thì họ càng dễ đón nhận nha. Nên hãy giống như đi làm từ thiện ấy, hãy chỉ tập trung vào việc mình cho đi thôi, không quan trọng người ta đón nhận hay không nha. Và người ta chưa làm mình phải vui cơ, thì đó mới là đúng. Còn nếu mình vẫn buồn là mình chưa đúng rồi. Số 2, hãy tập trung vào hoàn thiện kỹ năng thay vì tập trung kết quả. Những người tập trung vào hoàn thiện kỹ năng, họ sẽ luôn là câu hỏi là hôm nay mình đã thành thạo hơn kỹ năng ngày hôm qua hay chưa, thành thạo thêm được kỹ năng gì rồi. Còn những người chỉ tập trung kết quả là hôm nay mình đã được thêm cái gì chưa. Mình sẽ tập trung vào nhiều cái kết quả về thành tích nhé. Giống như hồi xưa đi học, có hai kiểu học sinh. Những đứa học giỏi thực sự ấy, thì nó luôn tập trung vào việc đi giải những cái dạng đề, những cái bài tập. Và từ đó nó thành thạo kỹ năng. Và khi nó thành thạo kỹ năng thì việc nó có những điểm số cao là chuyện đương nhiên. Thế còn những học sinh mà chỉ tập trung kết quả, tức làm sao để mình ít công sức nhất mà vẫn có những kết quả cao, thì nó thường tập trung vào quay cóp, gian lận kiểu như vậy. Và đó không bao giờ là bền được, đúng không? Vậy thì người thành công sẽ luôn luôn tập trung vào hoàn thiện kỹ năng thì kết quả tự đến. Ok, vậy thì bạn sẽ chọn tập trung vào hoàn thiện kỹ năng hay chăm chăm vào kết quả? Tư duy số 3 đó là dục tốc thì bất đạt. Hãy đừng vội thành công nha. Bạn đã mất 12 năm học phổ thông cộng 3-5 năm học đại học, cũng chưa chắc có một công việc, thậm chí phải đi làm trái ngành. Đi làm rồi cũng còn phải phấn đấu 5-10 năm, mỗi ngày đi làm 8 tiếng và 6 ngày một tuần thì mới có thu nhập 10 triệu một tháng, đúng không? Vậy cớ sao bạn lại đòi hỏi rằng bạn dành chưa đầy 2-3 tiếng mỗi ngày chỉ trong vài tháng mà lại muốn thành công? Vô lý, đúng không ạ? Vậy thì hãy xác định tư tưởng sẵn sàng dành ít nhất 6 tháng học việc mỗi ngày 2 tiếng nghiêm túc cho công việc này, thì chậm lắm 1 năm bạn đã có thu nhập 10 triệu. Và 1 năm so với 10 năm bên ngoài vẫn là nhanh chán, đúng không ạ? Vậy thì đừng có vội, hãy tập trung vào việc học đi nha. Tư duy số 4 đó là cần có cho mình một cái niềm tin nhất định mình sẽ làm được. Bạn hãy nhìn vào tấm gương là cô Trâm 62 tuổi còn không cần biết dùng Facebook lúc bắt đầu, chậm chạp hơn bạn. Sau 1 năm cô ấy có thu nhập 10 triệu. Chị Hoa bị khuyết tật ngồi xe lăn, tay còn không cả cầm bút viết được, chỉ học bằng cách nghe đi nghe lại những cái video, những cái ghi âm nhiều lần để nhớ, mà vẫn kiếm được 10 triệu một tháng. Chị Đinh Trang đến từ vùng quê nghèo, Phú Thọ, nhà làm từ vách nứa, chứ chưa có bê tông hẳn hoi, thế mà chị cũng kiếm được 10 triệu cho công việc này. Hay chị Thu Tuyển, chị học hết lớp 5, làm công nhân may, làm mẹ đơn thân nuôi mấy bé nhỏ, rất khó khăn, vậy mà chị cũng vẫn có thể kiếm được 10 triệu cho công việc này. Nên bạn chắc chắn không có lý do gì không kiếm được, hãy tin vào điều đó nha. Số 5, hãy làm đúng đủ đều, nhớ. Đúng là làm đúng phương pháp, đúng cách xử lý rào cản, đúng đối tượng, đủ là đủ về số lượng. Nếu bạn đang tuyển ấm cho những người thân quen, mỗi ngày nên inbox đều đặn 5-10 người. Còn nếu bạn đã tuyển lạnh những người không quen biết, mỗi ngày inbox từ 30-60 người nha. Đều là đều đặn liên tục. Sai lầm là nhiều anh chị hay mắc, hãy làm được một vài ngày thì lại nghỉ một vài ngày, cứ làm một vài ngày lại nghỉ một vài ngày, khiến cho nó không liên tục. Và nếu như đặt vai anh chị là chủ, có những nhân viên cứ làm một vài ngày lại sao nhãng vài ngày, liệu anh chị có đổi việc họ không? Có nghĩ họ sẽ thăng tiến được không? Ok, vậy thì hãy luôn nhớ phải đúng đủ đều trong một thời gian đủ dài,
chắc chắn bạn sẽ tuyển dụng rất dễ. Số 6, hãy làm những người đánh giày và hãy đọc câu chuyện đánh giày như sau. Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, người đánh giày luôn đặt mục tiêu là hôm nay cần đánh được 20 đôi giày, mỗi đôi 10.000, tức là được 200.000 một ngày thì mới đủ tiền để nuôi và gửi về cho vợ con. Trong đầu chúng ta chỉ tập trung vào con số 20 nên gặp ai đi giày ra cũng hỏi anh chị có đánh giày không ạ? Và nếu như gặp cái lắc đầu thì anh ta sẽ đi hỏi người khác. Và cứ như vậy cũng có 1, 2, 3 đôi giày được đánh. Và anh ta đếm cho khi nào đủ 20 đôi thì thôi. Còn sớm thì sẽ tiếp tục. Mà nếu tối rồi chưa đủ khả năng, người ta sẽ đi tiếp. Và anh ta cứ tập trung vào 20 đôi thì chẳng còn bận tâm rằng đã có bao nhiêu cái lắc đầu nữa. Một thống kê cho thấy để có được 20 đôi giày đánh đã có trung bình 80 cái lắc đầu. Không quan tâm từ 80 cái lắc đầu, chỉ tập trung vào điều mình muốn là 20 đôi được đánh. Đó là bí quyết để luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng của người đánh giày. Chúng ta hãy học bài học này nhé. Đừng tập trung vào bao nhiêu cái lắc đầu mà hãy tập trung vào đủ số lượng mình muốn hay chưa, đủ số điện thoại mình muốn hay chưa. Và tư duy cuối cùng đó là hãy kiên trì, đúng người đúng thời điểm. Hãy nhớ về câu chuyện của bạn Trần Tố Tâm, hiện nay đang là một diamond với thu nhập trung bình 50-60 triệu một tháng. Bạn ấy đã từng kiên trì tuyển một người bạn thân tới lần thứ 3 và sau hơn một năm thì bạn ấy mới bắt đầu làm. Và cái lần thứ 3 mới là đúng thời điểm, chính là lúc bạn thân của bạn đấy ở nhà chăm con, không có việc gì làm, trầm cảm, phụ thuộc kinh tế. Đó, và Tố Tâm tuyển liên tục tới ngày thứ 15 thì mới tuyển được người đầu tiên. Để bạn thấy là bạn ấy rất kiên trì, đúng không ạ? Và bí quyết đây là hãy kiên trì đều đặn, chia sẻ liên tục thì sẽ đến một thời điểm đúng, bạn sẽ gặp đúng người, ok, và sẽ tuyển động được.